Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thiều Phạm. Chủ đề ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký một cái tên miền HitConnect miễn phí của cái đầu ghi HitVision và hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt cái tên miền này để xem được camera từ xa qua mạng. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đăng nhập vào cái đầu ghi hình bằng cái địa chỉ IP nội mạng trên trình duyệt web Internet Explorer như thế này. Đầu ghi của mình có địa chỉ là 192.168.1.94. Bây giờ mình sẽ tiến hành đăng nhập vào. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ tìm đến mục là Configuration. Rồi các bạn tìm đến cái mục là Network này và Advanced Setting. Và bên đây các bạn tìm cái mục là Platform Access. Ở đây chúng ta tích vào cái mục Enable. Ở đây Enable cái Hit Cloud PHP này lên. Cái Hit Cloud PHP này chính là cái tên miền Hit Connect nha các bạn. Sau khi tích vào ở đây thì chúng ta bấm vào Sell. Chúng ta bấm vào cái cell này. Sau khi bấm cell xong thì chúng ta bấm vào cái mũi tên thread này để cho nó refresh lại trang, hoặc chúng ta bấm enter cũng được. Rồi các bạn để ý nhé, cái phần register status này nó có chữ online này. Nếu mà các bạn nào mà tích vào sau đó refresh lại cái trang này mà không thấy cái chữ này là chữ online mà vẫn offline á, thì các bạn nên reset lại cái đầu ghi đó để cài đặt lại cái đầu nhé. Rồi ở đây của mình là online rồi. Bước tiếp theo thì chúng ta vào cái mục là Basic Setting này. Chúng ta vào cái phần bọt. Ở đây chúng ta thấy là ở đây có 4 loại bọt. Thì bây giờ chúng ta sẽ cần mở 3 cái bọt như sau. Đó là bọt 80, bọt 554 và bọt 8000. Bây giờ mình sẽ mở cái modem của mình lên, modem wifi. Mình sử dụng cái modem wifi của nhà mạng FPT 192.168.1.1. giờ mình tiến hành đăng nhập vào. Bây giờ chúng ta vào cái phần application này để chúng ta tiến hành bắt đầu nát bọt. Đầu tiên chúng ta sẽ nát cái bọt 80, các bạn nhập tương ứng cho cái địa chỉ đầu ghi của mình là 192.168.1.94. Protocol thì các bạn cứ chọn bold đi cả hai, sau đó tích vô enable mapping S. Tương tự chúng ta sẽ làm cho cái bọt 8000. Bold enable S. Và cuối cùng là cái bọt 554. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ test xem là ba cái bọt này chúng ta mở nó thành công chưa, bằng cách là chúng ta đăng nhập vào cái trang web là canyousimi.org. Đầu tiên mình sẽ test cái bọt là 80. Ok, success, thành công. Tiếp theo là bọc 8000. Ok, thành công. Bọc 554. Rồi, tất cả này, các bọc đều đã mở thành công. Bây giờ mình sẽ qua cái bước tiếp theo là chúng ta sẽ tạo một cái tài khoản HitConnect bằng cách là các bạn đăng nhập vào cái trang là www.hitconnect.com như thế này. Ở đây thì chúng ta bấm vào cái mục là register để đăng ký mới. Nó sẽ hiện ra một cái form. Các cái mục nào mà có dấu sao đỏ là chúng ta bắt buộc phải nhập. Ở đây username từ 4 tới 12 ký tự. Bây giờ mình sẽ chọn ở đây là username là camera gia phạm. Password từ 6 tới 16 ký tự, trong đó phải có ký tự số và ký tự chữ.
đây mình sẽ đặt bắt buộc. Chưa đúng. Rồi. Country thì ở đây chúng ta tích vào cái mục là Asia và chọn vào tìm tới là Việt Nam đây. Ok. Email thì cái email này là chúng ta nhập email vào để sau khi mà chúng ta tạo tài khoản nó sẽ gửi cho chúng ta một cái mã để xác nhận cái tài khoản này. Mình nhập cái email của mình vào. Rồi. Chúng ta nhập cái dãy số code này vào. 8 W. Cái này hơi khó nhìn, mình sẽ refresh vào đây để chọn cái code khác dễ nhìn hơn. F Z X 5. Rồi sau đó chúng ta bấm vào Next. Rồi ở đây nó yêu cầu chúng ta một cái mã verification code. Thì cái mã này nó đã được gửi vào email rồi. Bây giờ mình sẽ mở cái email của mình lên. Camera Kim Thành. Sao chưa thấy gửi? Chưa thấy gửi mail. Rồi, nó có gửi ở đây rồi, chúng ta bấm vào. Cái code đó là 6828. Bây giờ mình quay lại cái trang đăng ký này, mình nhập cái code này vào 6828. Ok. Như vậy là đã đăng ký xong. Sau khi đăng ký xong thì chúng ta tìm được cái mục là Device Management này. Ở đây chúng ta bắt đầu tiến hành add cái đầu ghi của chúng ta vào cái tài khoản Nick Connect này bằng cách các bạn đưa chuột tới mục add có dấu cộng ở đây. Ở đây nó yêu cầu là chúng ta cần phải nhập cái serial number của cái đầu ghi. Thì cái số serial number này các bạn có thể lấy ở cái vỏ hộp của đầu ghi, nó thường nó sẽ có dán và ghi ở đó. Hoặc là ở đây mình có thể hướng dẫn các bạn lấy cái Serino này trực tiếp trên cái trình duyệt web đang đăng nhập đầu ghi. Thì các bạn vào cái mục là System này. Đó, ở đây có hiển thị cái Serino này. Thì ở đây chúng ta chỉ lấy 9 cái con số này thôi. Đây các bạn thấy là 7250 36 358. Bây giờ mình sẽ nhập cái dãy số này vào. 7250 36 7250 36 358. Rồi sau đó mình bấm vô search. Rồi nó hiện ra cái này, chúng ta bấm tiếp vào cái dấu cộng này. Ở đây tiếp theo nó lại yêu cầu chúng ta một cái mã nữa, đó là mã verification code. Cái mã này thì nó nằm ở trong cái đầu ghi của chúng ta. Thì để có được cái mã này các bạn cần kết nối một cái màn hình trực tiếp với đầu ghi thông qua cái dây Vega hoặc là dây HDMI. Thì sau khi kết nối vào thì cái giao diện trên cái đầu ghi nó cũng hoàn toàn tương tự giống hệt như ở trên cái trình duyệt web này. Thì các bạn vào trong cái mục là Network này, WAN Setting này, trong cái mục Platform Asset này. Thì trên cái đầu giao diện đầu ghi á thì nó y hệt như thế này, nhưng mà nó khác cái trình duyệt web một chỗ là ở ngay phía dưới cái mục này nó sẽ có một cái verification code ở đây. À, còn trên trình duyệt web thì sẽ không có. Bây giờ mình sẽ đưa cái hình mà mình đã chụp cái màn hình kết nối trực tiếp vào đầu ghi mà có cái version code lên đây cho các bạn coi.
Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình tiến hành nhập cái verification code này vào đây. Sau đó mình bấm vô add. Rồi các bạn để ý ở đây nó đã add cái thiết bị đầu ghi của mình vào đây và cái trạng thái là online. Thì sau đó các bạn bấm vô cái hình cái viết này. Trong cái mục device domain, chúng ta xóa cái dãy số này đi. Bây giờ chúng ta sẽ điền cái tên miền mà chúng ta muốn đặt cái tên miền đó cho cái đầu ghi này. Ví dụ ở đây mình sẽ đặt tên luôn là camera gia phạm 1 đi. Sau đó mình bấm OK. Rồi như vậy ở đây các bạn thấy là đã tạo xong cái tên miền. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái việc là tạo cái tên miền, hit connect và cài đặt để xem được camera qua mạng. Bây giờ thì mình sẽ thử kết nối để xem bằng cái tên miền này. Thì sau khi mà các bạn đã tạo ấy thì cái tên miền của chúng ta được đăng nhập bằng cách là www.hitconnect.com và xoẹt cái tên này là xoẹt camera gia phạm 1. Bây giờ mình sẽ tắt cái wifi này đi. Mình sẽ tắt cái wifi này đi. Sau đó mình sẽ kết nối một cái kết nối bằng USB 3G để mình test thử xem là mình xem bằng 3G từ xa thì cái tên miền này nó có hoạt động hay không ha. Bây giờ mình sẽ cắm cái USB 3G vào, các bạn chờ một chút xíu. Rồi bây giờ mình sẽ kết nối cái USB 3G này. Các bạn thấy ở đây cái biểu tượng Wi-Fi đã mất và thay vào đó bằng một cái biểu tượng LAN của cái USB 3G ở đây. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cái trình duyệt web lên. Bây giờ mình sẽ không dùng cái địa chỉ IP nội mạng nữa mà bây giờ nó là 3G từ xa thì mình sẽ nhập cái tên miền vừa tạo vào www.hit-connect.com xoẹt camera gia phạm 1. Đó mình enter. Đó thì nó sẽ ra cái mình vừa nhập cái tên miền vừa rồi, nó sẽ ra cái giao diện đăng nhập ở đây. Bây giờ mình sẽ đăng nhập vào. Các bạn lưu ý là ở đây mình sẽ đăng nhập bằng cái tài khoản HitConnect mà mình đã tạo nhé. HitConnect, tài khoản HitConnect đó là ra camera gia phạm. Các bạn lưu ý là cái bước này là chưa phải là đăng nhập cái username và mật khẩu của đầu ghi đâu nhé. Đây mới là username của cái tài khoản HitConnect mà chúng ta vừa tạo là camera gia phạm này. Password là ta nhập vào. Mình login vô. Ở đây nó hỏi allow, chúng ta cho phép allow. Rồi các bạn chờ một xíu. Rồi tiếp theo thì tới cái giao diện này, bây giờ mới là lúc để chúng ta nhập cái username và mật khẩu của đầu ghi. Username là admin này, mật khẩu đầu ghi. Rồi bấm login. Các bạn chờ một chút. Thì cái tên miền HitConnect này nếu mà đem so sánh với tên miền DNS thì nó không thể bằng được tên miền DNS. Tuy nhiên đây cũng là một cái giải pháp cho chúng ta để xem miễn phí cho cái đầu ghi HitVision tự tạo. Ở đây là chúng ta đang xem bằng 3G. Trên điện thoại thì các bạn tải cái phần mềm là HitConnect như thế này. Bây giờ mình sẽ mở lên. Đối với cái phần mềm này thì các bạn có thể tải ở trên CH Play đối với điện thoại Android hoặc là trên Apple Store đối với lại điện thoại iPhone. Tiếp theo thì chúng ta bấm vào cái mục là HitConnect này.
Hit Connect. Sau đó chúng ta đăng nhập vào bằng cái tài khoản Hit Connect mà chúng ta vừa tạo ở trên trình duyệt web. Thì mình sẽ đăng nhập cái tài khoản của mình vào. Bấm vào đăng nhập. Ok, khi các bạn đã đăng nhập vào thành công thì tự động nó đã lót cái đầu ghi mà chúng ta đã add vào trong cái tài khoản này trên trình duyệt web rồi. Vì vậy chúng ta có thể mở và sử dụng luôn. Ở đây mình sẽ bấm vào đây để bắt đầu xem camera. Ok, như vậy là các bạn thấy là mình đã kết nối thành công với camera rồi. Như vậy là video hướng dẫn của mình tới đây là hết. Thì chúc các bạn có thể là đăng ký cũng như cài đặt thành công. Các bạn nhớ đăng ký theo dõi cái kênh YouTube của mình để không bỏ lỡ những cái video mới nhất. Xin chào các bạn.